Dạ xin chào ông bà, cô chú bác và anh chị em nha. Vườn mai của em bữa nay tới cái cử tưới rưỡng rễ cho nó theo định kỳ. Vì vậy em làm cái video này để tưới thực tế cho anh chị xem. Thời lượng của cái video á là nó có hạn anh chị. Mỗi một cái video như vậy thời lượng chỉ có 10 phút, mười mấy phút trở lại thôi. Chỉ tưới được 3-4 cây mai trở lại thôi. Không tưới được nhiều thì nó đã hết thời lượng của video rồi. Vì vậy em chịu khó làm hai cái video ha. Video sáng ngày hôm nay em tưới thì trưa nay em đăng. Còn video chiều nay em tưới thì trưa ngày mai em đăng. Anh chị muốn coi cách tưới thực tế của em thì anh chị hãy chịu khó xem video của em nhiều lên để anh chị nắm rõ được cái cách chăm sóc của em. Thì chiều ngày hôm qua vườn mai của em đã ra video phun phân bón lá NPK nhằm mục đích kích nụ và thúc nụ cho anh chị xem rồi ha. Thì sáng ngày hôm nay là cái ngày 23 tháng 9 âm lịch. Em đang làm cái video này là 7 giờ sáng ngày 23 tháng 9 âm lịch. Thì vườn mai của em cũng đã tới cử tưới rưỡng rễ. Cho nên em làm cái video này tưới rưỡng rễ cho anh chị xem. Dạ rồi thì bây giờ em mời các anh chị theo chân em để em quay cái màu lá, quay nút nụ của một số cây rồi em sẽ tưới thực tế cho anh chị xem ha. Anh chị hãy mạnh tay bấm tặng em một like nếu như video em chia sẻ thực tế, hợp lý và logic ha anh chị. Đã rồi anh chị hãy xem cái cây mai cúc thọ hương mà em đang quay trên màn hình. Thì tình trạng của cây mai cúc thọ hương này, anh chị đã theo dõi video của em thường xuyên hoài thì anh chị cũng đã biết rồi ha. Nút nụ của cây mai cúc thọ hương này là nó rất nhiều. Nụ lớn hơn hạt gạo cũng có, nụ bằng hạt gạo cũng có, rồi nụ nhỏ hơn hạt gạo cũng có, rồi nụ kim cũng có, rồi những cây đọt sau này nó hình thành lên nụ kim cũng có. Nói tóm lại là cây mai cúc thọ hương này nó đủ dạng nụ, nó đều đầy đủ nụ hết. Ví dụ nó nở những cái nụ lớn hơn thì còn nụ kế, nếu như nở nụ kế thì còn nụ kế nữa. Nói tóm lại cây mai cúc thọ hương này đảm bảo Tết là mình còn đặt cây để chơi. Thì đây là cách chăm của em. Thì cây mai cúc thọ hương này trước đó em đã cắt phân cho nó 3 cử rồi ha anh chị. Em đã cắt phân 3 cử rồi, em cũng đã ra video cho anh chị xem rồi. Còn cái vấn đề mà tưới rưỡng rễ cho nó cho cây mai á thì em vẫn tưới rưỡng rễ cho cây mai theo định kỳ nhằm mục đích để giúp cho cái hệ rễ nó phát triển. Rồi nó mới vận chuyển dinh dưỡng trong chất trồng đi lên nuôi bộ lá cây mai mình xanh tốt và nuôi nụ cây mai mình chắc khỏe, đủ dinh dưỡng và kéo dài từ đây tới ngày lạc lá mang lại cái hiệu quả. Còn vấn đề bón phân là em cắt phân cho nó 3 cử rồi ha anh chị. Anh chị xem rồi thì anh chị cũng biết rồi. Thì bữa nay tới cái cử tưới rưỡng rễ nè, thì em vẫn tiếp tục tưới rưỡng rễ cho nó ha. Nhưng mà cái cử tưới rưỡng rễ này thì em thay đổi hữu cơ ha. Thì cây mai này cái cử tưới rưỡng rễ hôm tháng 9 vừa rồi á là em tưới rưỡng rễ N3M cộng với Diromindon. Còn cái cử tưới này thì em không tưới Diromindon mà em thay thế vào đó bằng phân hữu cơ. Chút nữa em sẽ cho anh chị coi ha. Rồi tiếp theo nữa là cây mai này ha. Cây mai này em cũng đã hướng dẫn rất nhiều video rồi. Bây giờ anh chị hãy coi nụ nha. Đây là những cái nụ mà trước đó em đã làm một số video quay nút nụ này cho anh chị coi. Anh chị hãy quan sát. Nụ bây giờ nó tiến triển lên bằng nụ gạo. Nhưng mà nó còn non ha. Đây thì vào giai đoạn này, cái nhiệm vụ đầu tiên mình làm gặp đọt cây mai ra, anh chị bấm chặn đọt giùm em nè. Bấm chặn đọt đi ha. Đọt cho này em cũng đã bấm rồi. Nè bấm nè. Thì sau khi mình gặp đọt nó ra mình bấm rồi thì tới cái cử mà phun phân đó anh chị vẫn phun phân. Hoặc là tới cử bón gốc thì anh chị vẫn bón gốc. Hoặc là tới cái cử mà tưới rưỡng rễ thì mình vẫn tưới rưỡng rễ cho nó theo định kỳ. Đây anh chị hãy quan sát nụ của cây mai này. Có một số nụ đã hình thành lên nụ gạo và có một số cây đọt đang hình thành lên nụ kim ha anh chị. Thì đặc tính của cây mai zin phát triển cực kỳ mạnh, đi đọt thường xuyên,
cho nên nó tạo nụ hơi chậm. Thì bắt đầu từ đây trở về sau, gió bắc đến, cái sự sinh trưởng của cây nó sẽ giảm lại. Thì như thế nào anh chị? Thì những cái nụ kim này nó phát triển lên nụ gạo rất là mau lẹ. Còn những cái nụ gạo mà còn non như thế này thì nó sẽ già đi theo cái thời gian đó. Còn vấn đề mà phun phân và bón phân hoặc là mình tưới rượu rễ như thế này để hỗ trợ cho nụ mai mình chắc khỏe hơn, tròn nụ và mau già hơn vậy thôi à. Rồi tiếp theo đó là em chia sẻ cái tình trạng của cây mai thứ ba hả anh chị. Đây là cây mai thứ ba, anh chị hãy quan sát cái màu lá. Lá bây giờ nó bị cháy bìa lá rất nặng, trái chiếm tỷ lệ hơn 90% bộ lá, và nó cũng còn đang đi đọt chút ít. Nguyên nhân vì sao nó cháy thì những video trước em đã giải thích và em đã nói cho anh chị nghe rồi, nguyên nhân vì sao nó cháy. Thì cái cử phun phân bón lá cách đây mười mấy ngày, em phun phân bón lá 10-50-10 và em cũng đã ra video cho anh chị xem rồi ha. Rồi ngày hôm qua, chiều ngày hôm qua em cũng đã ra video phun phân bón lá 10-50-10 cho cái trường hợp này rồi. Còn cái cử bón gốc vừa rồi, cái cử bón phân bón gốc vừa rồi á, là em bón DB ha. Thì hai cái loại phân này, một loại là phân phun trên lá, một loại là bón gốc, nhằm mục đích để duy trì cho cái bộ lá cây mai mình nó xanh từ đây tới ngày lạc lá, không để cho nó cháy thêm, không để cho nó già thêm, và nhằm mục đích để giúp cho những cái nụ kim này, anh chị thấy, cho những cái nụ kim này tiến triển lên thành nụ gạo đó. Thì bữa nay tới cái cử tưới rượu rễ thì em vẫn tưới rượu rễ cho nó để giúp cho cái hệ rễ nó phát triển mạnh thêm, rồi nó vận chuyển dinh dưỡng từ trong chất trồng đi lên nuôi nụ, nuôi lá, giúp cho cây mai mình nó đạt hiệu quả từ đây tới ngày lạc lá. Và chút nữa em sẽ tưới rượu rễ cho anh chị xem. Còn đây là cây mai ghép ha. Đặc tính của cây mai ghép phát triển hơi chậm cho nên nó tạo nụ nhiều hơn so với cây mai zin, nụ nó đạt hiệu quả hơn. Tuy nhiên cái cây mai mới ghép thì nó không bằng cái cây mai mà đã ghép lâu rồi. Mình phải tính toán tới cái việc mà là cây mai già mùa hay hoặc là non mùa đó ha anh chị. Còn cây mai zin cũng vậy, mình cũng phải tính toán tới cây mai là non mùa hay hoặc là già mùa nữa. Muốn nụ nhiều thì chăm càng lâu, cây mai mình nó càng đẹp và càng có nụ nhiều, vậy thôi à. Cây mai ghép thì nụ nó đã ngon rồi, nhưng mà nụ nó còn hơi non. Thì cử tưới rượu rễ này em vẫn tiếp tục tưới cho nó ha, để giúp cho nụ mai mình nó tròn hơn, to khỏe hơn, đủ dinh dưỡng hơn và mau già hơn, vậy thôi. Rồi bây giờ em mời anh chị theo chân em để em pha dưỡng rễ, tưới thực tế cho anh chị xem ha. Còn những cây mai ở dưới sân này thì chiều nay em làm một cái video thứ hai tưới cho anh chị xem những cây mai còn lại này ha. Dạ đây, trên màn hình anh chị đang xem là một cái thùng phi em chứa nước như thế này, là 100 lít nước ha anh chị. Thì tổng số mai trong vườn em là em tưới là 5 đến 6 thùng này nè mới đủ anh chị. Nhưng vì em làm video cho nên em chỉ làm một thùng thôi, em tưới minh họa cho anh chị thấy một thùng thôi. Khi em làm video xong rồi thì em pha tiếp và em tưới cho những cây mai còn lại. Còn những cây mai ở ngoài sân ở trước mà mới nãy em quay đó thì em chừa lại một số cây để chiều nay tiếp tục em làm một cái video nữa tưới thực tế cho anh chị xem những cái mai còn lại. Vì vậy anh chị hãy cố gắng xem cái video em ra nếu như anh chị muốn biết được cách tưới em thực tế hay không ha. Dạ đây là dưỡng rễ N3M của công ty Phú Lâm ha. Ra rễ cực mạnh N3M nè. Phân bón lá, thành phần đạm G11%, lăng là B2O5 3%, kali là K2OH 2,5%. Rồi manh nhơ, sắt, kẽm, đồng, mỗi loại 2000 PM này ha. B 200 PM, độ ẩm 5%, phụ gia đặc biệt vừa đủ 100%. Đây là của công ty Phú Lâm. Cái hộp này của em có khối lượng là 500 gram.
anh chị hãy xem cái thành phần mà có trong dưỡng rễ N3M này nè ha. Nó gồm có thành phần của NPK nè anh chị, đạm 11%, lăn là 3%, kali là 2,5%. Thì đạm ngoài trước 11% là nó hơi cao, giúp cho cây mai mình sinh trưởng. Vì vậy dưỡng rễ N3M này anh chị sử dụng cho cây mai mình trong mọi giai đoạn. Giai đoạn đầu năm, giai đoạn phân hóa mầm hoa tạo nụ và nuôi dưỡng nụ như thế này khá là hợp lý và logic. Và anh chị sử dụng nó tưới cho cây mai con hoặc là bất cứ cây trồng nào đó, lúc cây mình đang sinh trưởng và đang cho hoa, nó đều sử dụng được ha anh chị. Đạm là 11%, lăn là 3%. 3% lăn này nó giúp cho cây mai mình phân hóa mầm hoa và tạo nụ, giúp cho nụ mau lớn ha. Còn kali là 2,5%, là kali nó có chức vụ ngăn ngừa cái bộ tàn cây mai, làm cho bộ tàn cây mai giảm sinh trưởng, giảm màu xanh của lá, có nghĩa là đứng đọt cây mai anh chị, để cho nụ nó lớn lên và già nụ. Đây là chung vi lượng. Thì những cái thành phần chung vi lượng này nó giúp cho nụ mai mình á chắc khỏe, tròn nụ, khỏe nụ, màu sắc đẹp. Vì vậy dưỡng rễ N3M này anh chị sử dụng cho cây mai của mình hoặc cây trồng nào đó trong mọi giai đoạn đều được ha anh chị. Tuy nhiên mình trồng mình cũng phải tính toán tới cái việc mà chi phí. Ví dụ như bây giờ những cái tháng trước, tháng nào mình cũng tưới, thì bây giờ mình có thể ngưng cho nó 1 tháng hoặc là 2 tháng, rồi tháng thứ 3 mình tưới lại cho nó giảm phí anh chị. Và mình sử dụng nó hoài thì cũng không có tốt. Cái gì nó cũng vậy, đều có con dao hai lưỡi, cho nên mình có thể ngưng 1 tháng hoặc là 2 tháng hoặc là 3 tháng đều được, miễn sao cây mai mình nó tốt là được rồi. Mình trồng cây mai á, là nhất nước là nhì phân, nước là đóng vai trò chính. Mình tưới nước nó đúng bài thì cây mai mình nó sẽ tốt thôi. Còn đây là humic ha, phân bón hữu cơ. Đây là tiếng Anh ha, cái này tiếng Anh này là tiếng công ty của nó anh chị. Siêu humic nè, ISO 9001:2015, dạng đậm đặc nè ha, hạ phèn, ra rễ, xanh lá, rồi lớn trái, tốt đất ha, tốt đất, hạ phèn, ra rễ, xanh lá và lớn trái siêu tốt, nuôi dưỡng và phục hồi bộ rễ, mập tược, thúc trái, phì trái, nặng ký và bóng trái ha. Thành phần chất hữu cơ 20%, tỷ lệ CN12 nè, độ pH 5,5, độ ẩm 25%, phụ gia axit humic 60/65%, kali là 8/10%, folic 2-3%. Tính năng tác dụng, siêu humic hoạt động như một kích thích tố sinh học tự nhiên, khi sử dụng lên cây sẽ có tác dụng tăng cường các hoạt động sinh tổng hợp trong cây, chống chích, rải độc, hạ phèn hữu cơ, tăng sinh trưởng và tăng năng suất do hấp thu dinh dưỡng thuận lợi hơn. Siêu humic giải hay hòa với nước tưới vào đất có tác dụng kích thích hệ rễ phát triển, tăng khả năng hấp thu phân bón, tăng đề kháng, tăng năng suất và chất lượng nông sản. Hướng dẫn sử dụng này ha, chương trình này là nó hướng dẫn mình là giải lúa hoặc là giải rau màu rồi đó. Còn ở dưới này nè là mình lấy nước mình pha nè, phun lên lá, pha 15 gram cho 16 lít nước, nên hỗn hợp với Hydrophos tưới sau khi trồng 4-5 ngày để cây nhanh phục hồi, bắt phân, nhanh ra lá mới. Tưới gốc lấy 15 gram đến 20 gram cho 20 lít nước, tưới theo hàng, trộn với phân bón gốc, trộn 250 gram siêu humic với ure đáp NPK. Có nghĩa là phân humic này anh chị kết hợp với NPK hoặc là đáp
hoặc là kali đó, anh chị tưới nó vẫn ok nha anh chị. Nếu như anh chị muốn mua giống em thì nên chụp màn hình lại để mua ha. Còn anh chị mua không giống em thì anh chị mua cái loại hũ mít nào cũng được hết. Đây cũng là cái hũ mít nè, đây là hũ mít nè. Cái bịch hũ mít này là em mua cái năm vừa rồi, bây giờ nó còn ít, chút xíu nó em cũng xài cho nó hết. Xài hết thằng này rồi em xây qua thằng này, nó cũng giống hệt với nhau à anh chị. Thì hũ mít đó nó giúp cho nụ mai của mình là chắc khỏe nụ nè, hạn chế rụng nụ, đen nụ nè, giúp cho bộ rễ nó phát triển là hạ phèn trong đất, tăng cái độ pH của đất nè, giúp lá xanh tốt anh chị. Từ để N3M cũng vậy. Rồi bây giờ tiếp theo là em pha cho anh chị xem ha. Thì dưỡng dễ N3M này nó hướng dẫn mình là 20g cho 10 lít nước sạch. Cách pha của em á, là em múc đầy muỗng như thế này là 20g. Đây, đầy muỗng như thế này là 20g, em nhắm chừng thôi. Thì cái thùng này của em á, là 100 lít nước, em múc là 10 muỗng ha. 20g cho 10 lít nước sạch, 100 lít thì mình múc 10 muỗng. Ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín. Thì đáng lý ra là mình pha 10 muỗng mới đúng với nhà sản xuất hướng dẫn. Nhưng mà em thì lúc nào em cũng tiết kiệm. Thì có thể là anh chị múc 9 muỗng cũng được rồi. 9 muỗng á là cũng tiết kiệm được một muỗng rồi. Nó đỡ ra. Tuy là mình múc 9 muỗng, cây mai mình nó vẫn hiệu quả rất là ngon. Nếu như anh chị muốn pha đúng với nhà hướng dẫn thì anh chị nên múc 10 muỗng. Còn anh chị muốn tiết kiệm pha lỏng thì múc 9 muỗng là được rồi ha. Rồi tiếp theo là humic, nó hướng dẫn mình á là 1g cho 1 lít nước ha. Cái thùng này của em là 100 lít, em sẽ múc là 5 muỗng ha. 1 2 3 4. Rồi, bây giờ em chỉ múc 4 muỗng thôi. Em cũng ăn gan một muỗng. Có nghĩa là cái cách pha của mình nè, tiết kiệm, pha lỏng hơn nó hướng dẫn ha. Thì nói tóm lại những loại phân thuốc gì anh chị mua về nhà xem trong hướng dẫn thì nó có hai cách sử dụng. Nếu như anh chị muốn lỏng thì anh chị nên lỏng lại giống như em. Còn anh chị muốn pha đúng như nó hướng dẫn thì anh chị nên làm đúng như nó hướng dẫn ha. Em thì em tiết kiệm, em ngắt được cái miếng nào thì đỡ miếng nấy vậy thôi. Nhưng mà cây mình vẫn phát triển ngon nha anh chị. Rồi tiếp theo là quậy đều lên ha. Anh chị thấy humic này có màu đen xì ha anh chị. Anh chị hãy mạnh tay bấm tặng em một like nha. Rồi tiếp theo nữa là em chia sẻ cách tưới ha. Đây là cây mai cúc thọ hương, em trồng trong chậu 5. Chậu này của em tưới được khoảng 3k nước. 3k nước này của em khoảng chừng 4 lít nước, có thể là hơn 4 lít nước ha anh chị. Thì cây mai mình bộ tạng nó đã lớn rồi, nó đã thừng chậu rồi, dễ nó đã nhiều rồi. Mình tưới 5k vẫn không sao, nhưng mà nó chỉ hao nước và hao thuốc thôi. Bởi vì bộ rễ nó đã nhiều rồi, không có sợ ngập úng. Còn đối với cây mai mới trồng, bộ rễ ít, tàn đá còn ít thì mình tưới nước, cái lượng nước nó vừa đủ, đừng có để cho nó ngập úng ha. Em tưới 1k rồi nha. Ca thứ hai. Rồi tiếp tục ca thứ ba đi ha. Rồi tiếp theo là cây mai em hướng dẫn này ha. Cây mai này bộ tàng nó cũng lớn, nhưng mà em trồng trong chậu 4.
Thân của cây mai này cỡ bằng ngón trỏ cái, hơn ngón trỏ cái thôi. Tuổi thọ cây mai này chắc cỡ 4 năm mà anh chị. Cái này mình tưới được 1 ca hoặc là 2 ca vẫn ok, không sao. Cây mình rễ đã nhiều, bộ tàn lá xum xơ rồi, không có sợ ngập úng. Tưới 2 ca đi ha. Rồi chiều nay em sẽ tưới cho một số cây mai còn lại và em sẽ làm video đăng cho anh chị xem để cho anh chị kiểm tra bằng một cách thực tế, với lại anh chị xem nhiều quá thì sẽ hiểu kỹ hơn về cách chăm của em. Rồi tiếp theo là cây mai ghép này ha. Đây là cây mai ghép. Rồi tiếp theo đó là cây mai lá bị cháy này nha. Một điều cần lưu ý, anh chị muốn tưới phân, anh chị muốn tưới rưỡng rễ, anh chị muốn tưới gì đó, chắc trồng trong chậu nó phải khô ráo, thông thoáng ha. Không khô quá, không ướt quá, mình tưới vào nó ngon, không bị sốc. Còn trường hợp anh chị để nó khô quá, tưới vào là dễ có tình trạng bị sốc, dễ làm cho lá mai anh chị nó bị rụng vào những tháng lạnh này ha. Những cái tháng đầu năm mình để khô quá, lỡ một hai lần không sao, bởi vì thời điểm đó không có lạnh. Còn vào tháng lạnh này dễ bị rụng lá lắm nha anh chị. Tưới cho nó 3 ca đi. Cây này rồi thì em đã tưới nãy giờ tổng cộng là 4 cây mai. 4 cây mai này em đã làm đầu video cho anh chị xem rồi đó. Còn những cây mai còn lại chiều nay em sẽ tưới cho anh chị xem. Thì bây giờ tiếp tục em pha, em tưới cho những cái khu mai bên đó. Chừa lại một số cây chiều nay em tưới cho anh chị xem. Rồi anh chị thấy em chia sẻ thực tế, hãy mạnh tay bấm tặng em like ha. Em kết thúc video ở đây nha anh chị.